Con tên Hoàng Trường Giang, con học lớp 7B, trường trung học cơ sở Tân Văn. Con đang sống với bà. Bố con mất do tai nạn. Lúc con 2 tuổi mẹ bỏ đi rồi. Từ đấy đến bây giờ mẹ không liên lạc với con. Lúc ấy bà cũng phải chịu đựng. Vì bố nó mất, mẹ nó xin phép bà con đi. Thế bà cũng bảo là nếu con còn trẻ thì con đi thì bà không cấm được. Thương con thì ở, không thương con thì đi. Đấy. Cuối cùng nó bảo quyết định con đi một bước nữa, bảo thế. Tôi nó khóc, nó tìm bố, mẹ. Thì khóc nó mà sao khóc. Nó bảo là con nhớ bố, nhớ mẹ. Khi nào nhớ bố con sẽ nhìn ảnh của bố. Con thấy rất buồn vì các bạn của bố mẹ đưa đón, còn con thì không. Con nghĩ mẹ không cần con nữa. Nếu con gặp mẹ, con sẽ nói với mẹ con rất là nhớ mẹ. Con muốn gặp mẹ, nhưng mà con muốn ở với bà hơn. Con thấy bà rất là tốt với con, làm việc kiếm tiền để nuôi con ăn học. Cái việc của tôi hàng ngày thì làm nghề làm ruộng, có ít hồi mỗi năm thu hoạch được ít, bán hết thì 4-5 triệu thế này thôi. Sức khỏe cũng còn giảm yếu rồi. Sức khỏe của bà không còn khỏe như trước nữa. Bệnh như đau lưng, đau vai, đau chân. Con bóp chân, bóp lưng, bóp vai cho bà. Thời gian rảnh ở nhà con quét nhà, rửa bát, giặt quần áo. Nếu không có bà thì con sẽ tự nấu. Tiền nào hàng ngày thì tôi tiết kiệm, không có thì bán ngô ít, chỉ có mua thịt thôi. Khoảng 20-30, ăn 2-3 ngày. Chỉ là tiết kiệm tiền, bà kiếm củi thì còn nấu nướng thôi. Ăn uống hàng ngày của con có bữa đủ chất, có bữa không, có rau, có trứng. Và một tháng là bà sẽ nấu đồ ăn ngon cho con, muốn cho con thích, muốn cá. Nhà của tôi xây từ 1993 rồi, cũng dột nhiều lắm nhưng không sửa được. Bão to thì nhà ngói bị bay. Chỗ ngủ của con ở kia, lâu lâu trời mưa to nó dột xuống, con sợ ngói nhà bay. Những lần trời mưa lớn con không có bố, con phải nhờ các chú lợp lại ngói cho. Gia đình của bà thì hiện tại đang sinh sống trên cái căn nhà sàn thì cũng đã được làm 3-40 năm nay thì cũng đã xuống cấp. Khi mà đăng ký các cái chương trình để sửa chữa nhà theo các cái nguồn của hỗ trợ về hộ nghèo thì gia đình lại cũng không có ai để đứng ra để đối ứng, nên là cái số tiền của nhà nước hỗ trợ thì nó cũng ít. Sau đó là bây giờ thì cũng chưa tiến hành sửa chữa được. Nó chăm chỉ học lắm, thì bà tạo điều kiện một cái xe nhỏ thì cháu tự đi từ lớp 2 đến bây giờ. Xe hỏng hay là đi mua cái bút hay là đi mua cái sách, nên bà cũng phải chịu trách nhiệm hết. Dù nghèo dù khó, con phải cố gắng học hết đi. Ước mơ bà là như thế. Điều con lo nhất là một ngày nào đó bà sẽ mất và con sẽ phải ở một mình. Con phải đi học để sau này có một tương lai, có thể theo đuổi ước mơ của mình. Dù nghèo khó, dù vất vả, con của cô học giỏi bà cũng rất vui. Con yêu bà lắm, bà nhờ giữ gìn sức khỏe để có thể sống cùng con. Và sau này nếu con thành công, con sẽ nuôi bà.